Loa JBL Authentic 300 này chính là sản phẩm loa di động mới nhất và hot nhất đến từ nhà JBL, hiện đang gây được rất nhiều sự chú ý. Nào, hãy cùng mình khám phá trong video này xem chiếc loa xinh xắn này có gì đặc biệt nhé. Sáng điêu rực rỡ, rẻ khó đỡ, giảm đến 74%. Loạt điêu hot, món gì cũng sale từ điện thoại tới phụ kiện. Flash sale giá sốc 2 khung giờ. Duy nhất 4 ngày, click vào link bên dưới, kẻ bỏ lỡ. Loa JBL Authentic 300 này có thiết kế cổ điển và lấy cảm hứng retro từ những năm thập niên 70. Chiếc loa Bluetooth di động này có một lưới tản nhiệt quad red độc đáo với các ô trám hình vuông nhỏ ở phía mặt trước và bọc da xung quanh. Cùng với đó là một logo JBL nhỏ được mạ vàng tạo nên một diện mạo táo bạo và thu hút mọi nhìn. Sản phẩm được làm bằng 100% vải tái chế, 85% nhựa tái chế và 50% nhôm, nên cực kỳ thân thiện với môi trường. Với trọng lượng chỉ khoảng 4,9kg thì sản phẩm này cực kỳ nhỏ gọn và có thể mang đến bất cứ không gian nào trong gia đình, bởi vì bản thân nó cũng hợp để phối với bất kỳ không gian nào trong nhà. Nhìn vào phía trên của loa có một quai sách tiện lợi đi kèm hệ thống các núm vặn trên đó giúp bạn điều chỉnh âm lượng và các thiết lập khác của loa. Mặt sau của loa JBL Authentic 300 là hệ thống các cổng kết nối. Chiếc loa mới nhất đến từ nhà JBL này thì nó có một âm thanh vượt trội, cùng với đó là khả năng lấp đầy căn phòng hoàn hảo với công suất lớn lên đến 100W. Loa cho chi tiết âm rất tốt, âm trầm sâu, đảm bảo người nghe có thể thưởng thức âm nhạc chất lượng cao ở bất kỳ đâu trong nhà, từ nhà bếp lên đến ngoài vườn hoặc là các buổi tiệc ngoài trời. Và riêng với những bạn yêu thích âm trầm thì chiếc loa này còn sở hữu một bộ tản nhiệt thụ động giúp cho nâng cao hiệu quả các âm thanh tần số thấp, giúp cho âm trầm của chiếc loa trở nên mạnh mẽ hơn. Và với một công suất lớn cũng giúp cho chiếc loa này trở thành một lựa chọn lý tưởng cho những không gian rộng, thích hợp cho mọi buổi party hay là để quẩy nhạc sôi động chẳng hạn. Loa sở hữu kết nối Bluetooth tối tân nhất hiện nay là Bluetooth 5.3 cho khả năng kết nối mạnh mẽ. Khi kết nối với app JBL One, chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh các thông số như là bass, treble hay là dãy mic ngay trên app. Bên trong app này thì cũng có một mục in-app music giúp chúng ta có thể dễ dàng kết nối với các dịch vụ stream nhạc trực tuyến, ví dụ như là Amazon Music hay là TuneIn. Ngoài ra, ở phía trên của mặt sau loa thì cũng có một nút giúp chúng ta có thể dễ dàng bật tắt tính năng gọi trợ lý ảo Google Assistant hoặc là Alexa. Ok Google, play a song. Playing on YouTube Music. Và để tận dụng mọi tính năng ở trên chiếc loa JBL Authentic 300 này thì tốt nhất là chúng ta sẽ kết nối nó với điện thoại và nhờ đó có thể tùy chỉnh được mọi thông số cũng như là điều khiển. Để bắt đầu kết nối loa JBL Authentic 300 với điện thoại thì rất đơn giản, chúng ta chỉ cần tải app JBL One. Sau đó, chúng ta tiến hành nhấn và giữ nút nguồn. Tiếp tục ấn phím Bluetooth. Trên điện thoại, chúng ta tiến hành bật Bluetooth và sau đó mở app JBL One lên. Trong app JBL One, chúng ta bật qua tab cài đặt, chọn thêm sản phẩm mới và chọn sản phẩm JBL Authentic 300. Đến đây, khi có một hoảng xuất hiện thì chúng ta sẽ tiến hành nhấn phím trái tim ở trên loa. Tiếp theo, màn điện thoại sẽ yêu cầu chúng ta nhập mật khẩu Wi-Fi. Sau khi kết nối Wi-Fi xong thì chúng ta chỉ cần đợi khoảng 20 giây để máy tải phần mềm, sau đó chúng ta có thể sử dụng được rồi. Hiện tại, loa JBL Authentic 300 đang được bán ra tại 7S với cực kỳ nhiều ưu đãi hấp dẫn. Nếu như các bạn quan tâm, hãy click ngay vào đường link mà mình để bên dưới nhé. Và để tổng kết thì với chiếc loa JBL Authentic 300 này, mình thấy nó là một sản phẩm tiêu thụ âm nhạc cực kỳ đa dụng, có thể dùng được cho mọi mục đích chúng ta, ví dụ như là nghe nhạc nè, hay là xem phim và rất nhiều mục đích party khác chẳng hạn. Còn các bạn cảm thấy như thế nào? Các bạn có thích nó hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Nếu thích video này, hãy cho mình một like và subscribe. Đây là kênh YouTube chính thức của 7S. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau.